nổ súng trong quán karaoke XO, giang hồ Hải Bạch bị bắn chết. Sáng 17 tháng 3, Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết một vụ nổ súng xảy ra ở karaoke XO nằm trên đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã làm một người chết và hai người khác bị thương rất nặng. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng này xảy ra lúc gần 1 giờ cùng ngày. Vào thời điểm này, Nguyễn Thanh Hải Hải Bạch, sinh năm 1998, ngụ phường 2, thành phố Mỹ Tho đến karaoke XO hát cùng bạn. Lúc này, một người có biệt danh là Triều Điên cũng đến. Trong lúc Hải và Triều đang ở phòng hát trên tầng 1 thì nghe tiếng súng nổ không rõ bao nhiêu phát. Nghe súng nổ, rất nhiều người hát ở đây bỏ chạy. Một người khách đi hát đã vô tình quay lại đoạn clip cho thấy có một thanh niên được xác định là Hải Bạch chạy từ trên lầu xuống đường. Lúc này có nhiều thanh niên khác cũng kéo đến và Hải đã ngã xuống đường. Một nguồn tin cho biết, ngoài Hải Bạch tử vong thì Triều Điên cũng bị thương rất nặng, được đưa đến bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu và một người khác đang cấp cứu ở bệnh viện Tiền Giang. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 6 vỏ đạn bằng đồng, 1 vỏ trong phòng hát và 5 vỏ đạn ngoài đường. Công an thành phố Mỹ Tho đã mời 35 người có mặt thời điểm súng nổ về trụ sở công an để làm việc. Trước đó, khuya 1/22, tại ngã tư Linh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Huỳnh Đức, phường 2, thành phố Mỹ Tho, người dân cũng chứng kiến cảnh khoảng 10 người đeo khẩu trang, mặc áo khoác, đi trên 5 xe máy cầm hung khí truy sát nhau. Sau đó, các đối tượng vào đường khí con và bắn 4 phát súng rồi điều khiển xe bỏ đi nhưng không ai bị thương vong. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ, niêm phong 4 vỏ đạn bằng kim loại và tiến hành trưng cầu giám định.